Gần đây, nhiều người dân phản ánh việc nhận được các tin nhắn với nội dung lệnh truy nã. Nội dung tin nhắn này nêu rõ thời gian ra quyết định và hành vi bị truy nã, đồng thời yêu cầu người nhận tin nhắn tự giác trình diện. Khi nhận được những tin nhắn nội dung tương tự nêu trên, không ít người hoang mang vì chưa được trang bị các kiến thức pháp luật cần thiết, tạo kẽ hở cho tội phạm lừa đảo lộng hành. Chưa từng vi phạm pháp luật, nhưng vừa qua, anh Bùi Kiều Hưng có nhận được một tin nhắn mang nội dung lệnh truy nã. Bất an và lo lắng là những gì anh gặp phải. Vẫn đi làm bình thường, mình đang làm công ty bảo vệ lại Thiên Nghĩa. Nhưng mà hôm nay mình cũng rất là bất ngờ khi nhận được một cái tin nhắn qua SIM điện thoại là mình bị lệnh truy nã của Bộ Công an. Nhưng thật ra cái này thì mình cũng rất là hoang mang và mình cũng đã đến cơ quan pháp luật để Bộ Công an để mình trình báo. Tương tự với chị Lan Anh là một nhân viên văn phòng cũng chưa hiểu biết nhiều về pháp luật nên khi nhận được tin nhắn lệnh truy nã, chị cũng không khỏi bất ngờ. Tự dưng có một cái tin nhắn đấy mà mình cũng chưa bao giờ tìm hiểu về pháp luật thì rất là lo lắng vì không biết là bản thân mình có sai phạm gì không. Và trong khi lo lắng đấy thì rất là may và tôi đã đọc được cái cảnh báo đấy của Bộ Công an ở trên mạng. Và sau đó thì tôi đã trấn tĩnh lại bản thân. Thì nhờ vậy mà tôi đã tránh được cái sự lừa đảo qua cái tin nhắn đấy. Bộ Công an cũng khẳng định cơ quan công an không gửi lệnh truy nã bằng tin nhắn điện thoại. Vì vậy, mọi lệnh truy nã gửi qua tin nhắn điện thoại đều là hình thức giả mạo cơ quan chức năng nhằm đánh vào tâm lý của người dân. Vì vậy, khi nhận được các tin nhắn tương tự, người dân phải đặc biệt cẩn trọng, nâng cao cảnh giác, tránh sập bẫy lừa đảo.